Đây là cái mẹ bún đậu mắm tôm nha mọi người. Mình thấy có vẻ là nó nhiều hơn cả gần gấp đôi ở bên những cái chi nhánh trước mà mình đã thi. Không biết là cái định lượng của họ tính như thế nào nhưng mà mình thấy là rất là nhiều nha mọi người. Đó, mình quay cho mọi người coi nè. Này là lớp bún nè, có phải 3-4 lớp bún chứ phải dở đâu nha. Đó, quá là nhiều. Rồi cái mẹ này mà thua là 250 đó nha. Mình có 30 phút ăn thôi à. Hai miếng rồi. Nhiều mà. Hi, xin chào mọi người. Hiện tại là mình đã có mặt ở quán bún đậu mắm tôm Mệt Tre, chi nhánh Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương nha. Ở đây họ mới khai trương được 3-4 ngày, ngày 21. Và sẵn đó là có một cái thử thách. Ăn một cái mệt bún đậu mắm tôm siêu to khổng lồ, dành giải thưởng 500.000 cho cặp đôi. Và đây là không gian quán. Trước mặt chúng ta là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 thanh niên. Rồi, xin chào mọi người. Ô, anh Huy, hôm nay anh Huy tính thi với ai vậy anh Huy? Không biết luôn hả? Ủa, sau khi anh Huy hỏi hai bà này, em tên gì em? Em tên Thành. À, em tên gì? Nam. Còn, hôm nay nó quay phim gì mình. Em tên gì? À, Huấn. Hoàng Lộc. Bây giờ, sau khi anh Huy ngồi hỏi thăm mấy bạn kia cũng là một chín thành trong làng ăn uống thì anh Huy... chưa biết là nên thi với ai. Rồi nói chung là tí nữa đợi cái mệt lên rồi tụi mình sẽ chín nha mọi người. Không gian đẹp quá. Quán này mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Thử thách này như là sẽ hết hạn vào ngày mai, ngày 25 tháng 12. Sẽ nhận đủ 20 cặp thắng mà không biết bữa giờ là có bao nhiêu cặp thắng rồi. Đăng ký qua fanpage nha mọi người. Trước khi xuống. Rồi. Rồi mọi người ơi, trước mặt mọi người là 3 này bún đậu mắm tôm, chỉ là 3 cặp thi và đồng hồ bấm giờ nha. Rồi, sẵn sàng đi mọi người. Rồi, 1, 2, 3. Không phải để cái này tắt rồi, mở lên. Chát tiệt luôn, rồi bắt đầu vô luôn. Hết bình nha. Dạ. Gặp cảnh hết mình nữa cho Huy rồi. Mình cũng được 23. Ấy quên là 13. Ôi là đúng không? Ôi là đúng không? Sao phút rồi, sao 6 phút rưỡi rồi. Hôm nay là tôi nha mọi người, là chiến thắng. Đây là ngày đặc biệt nha. Từ Sài Gòn ở đây là bị cố gắng mình để về vuông nước luôn nè. Cũng không này á, được rồi. Này. Chúng ta lấy đây là bốn cái rồi đúng không? Bạn cho đang cầm bữa. Tính ra mình cái dài, cái mình đã quên con nữa là được rồi. Hôm nay có chả cốm nè, nhiều quá, con này được sung không? Chả cốm chua, chua, thịt luộc, đồ chiên, ẩu, dồi, đi nói dồi, đúng là ngon rồi, đợi chiên ngon. Đây là bắt đầu nó căng. Đúng không ạ? Mới được 12 phút không? Rồi lọc nó không có bóng giờ là nắm lại nè. Nhiêu? 13 phút 30 giây. 30 giây. Như là 16 phút 30 giây đúng không? 16 phút 30 giây. Và không. Nó không nhìn thấy tối này mà sao không nhìn tốc độ nó bắn nhanh hơn mình thiếu luôn. Không hiểu được. Ai lý giải được cái hiện tượng này không? Thôi cho cảm nhận ta cái tình này vui này cho ai chưa làm á, chưa làm ha, mới làm cân cho vậy à, rốt lòng thấy không? Đọc thì mình cũng như ngày nào, rất là ngon, ok. Thì vừa sức. Oh my god! Wow! Dễ thì không có mặt dễ, nói chung là vừa sức là mình dễ chưa? Ghê. Rồi, thì đó. Nói chung là cũng nghĩa là anh thấy được 4 tiền ấy. Dạ. Hết nha. Nó không có gì vậy. Rồi, còn dễ xuống rồi. Để tôi đi. Đấy hơi lên phía phải của mình chắc chắn rồi đó. Đúng rồi, thấy không? Sau khi còn có dịp sẽ được giao lưu đi Thành với bạn Nam đi cặp thi của đó ha. Thì lại không được. Thì lại mà đi chung. Không đi cặp để không. Đi cặp chỉ là giao lưu cho đi nhiều cặp á. Thì mình cháu được không? Còn còn cũng làm cái gì là mới có 20 phút chưa tới thôi, 8 mấy à, 8 mấy còn dòng mở kìa. Hết chưa? Hết rồi nha, mới tính nha. Chưa tới 20 phút, tốt. A few moments later. Rồi, tiền cầm trên tay rồi nha. Chúng ta có 3 cặp chiến thắng với thời gian là dưới 20 phút nha mọi người. Hấp dẫn quá. Rồi, vậy là hiện tại thử thách là đã có 6 cặp chiến thắng tới tính tới ngày 24 tháng 12, ngày Noel nha. Hai em cảm giác ăn tới nửa bụng dưa hay là hơn rồi? Vừa đủ đúng không? 29 thành này cũng là rất là xuất sắc nhưng mà đi thi rất là nhiều cuộc thi rồi. Sao? Cái này thì quá dễ, coi như là chưa đủ để chưa em đi giận chó không? Lần đầu tiên được đi thi cặp với một chiến hình cũng may mắn quá ha. Nãy anh cũng rất là lo. Rồi. Nếu như mọi người muốn thử thách thì nhanh chân lên nha, chỉ còn khoảng ngày mai nữa thôi, 25 nữa thôi. Nhớ gọi điện đăng ký trước. Rồi, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.